Xin chào anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một cái đôi loa toàn giải có tên là Guyaton. Đôi loa toàn giải này là loa toàn giải Bass 25 màng giấy gân vải tẩm dầu. Đây là hàng được ship từ siêu thị Nhật về. Loa hàng tháo thùng còn rất là đẹp anh em nhé. Đây, mình sẽ quay sát cho anh em xem. Đây là màng giấy gân vải tẩm dầu, đang còn rất là mới anh em ạ. Đây là nón loa. Nón loa, loa rất là đẹp, còn nguyên nhá. Và cái màng chép. Đây, côn nhện là toàn bộ còn nguyên si hết. Những cái này là zin tuyệt đối anh em nhé. Mặt sau thì cái này người ta gọi là cái khung xương này, người ta gọi là sắt xi 7 màu đấy anh em, còn rất là mới. Cái này mình về được 4 cái, mua ở siêu thị bên Nhật nha. À, Guyaton này, 4 cái này, cái chữ Nhật thì mình không đọc được nhưng mà có thể hiểu hiểu được đó là 4 cái đấy. Đây còn 2 cái nữa. Điều kiện tình trạng cả 4 cái đều rất là đẹp. Đây còn 2 cái nữa. Đây, có mở ra xem rồi. Đây để mình quay. Đây mặt trước cả 4 cái như nhau nhá. 4 cái đều tình trạng nó đều tương đương như nhau. Ngang ngửa như nhau hết. Cho nên là mình sẽ quay tượng trưng một cái thôi nhá. Đây. Tên của nó là Guyaton GSV 250108 8 ôm. Guyaton là cái hãng chuyên sản xuất âm thanh acoustic với lại là âm ly đèn khuếch đại cho đàn guitar, rất là nổi tiếng ở bên Nhật anh em nhé. Đây, đây là mặt sau của cái này. Nó cả 4 cái nó đều đẹp, cho nên là nếu anh em lấy một cặp á thì mình cứ bốc ra 2 cái nhé. Đây, sắt xi 7 màu anh em nhé, còn rất là đẹp. Nói chung là 4 cái này thì nó còn đẹp gần như mới. Hàng tháo thùng như vậy là rất là đẹp anh em nhé. Giá tốt anh em ạ, một cặp 3,2 triệu, Bass 25 nha. Cái hãng này nó chuyên làm loa acoustic mà, cho nên là cái tiếng loa thì bạn các anh em mà nghe cái nhạc lời hay nhạc vàng này thì quá hay rồi. À, đường kính của nó là 25 cm anh em nhé. À, cái lỗ bắt ốc thì anh em trừ vào mỗi bên 5 ly là được. Đấy, như cái này là 25 cm trừ vào 5 ly nè, là đúng ngay cái lỗ bắt ốc luôn nè. Nha. Loa còn rất là đẹp anh em ạ. Lâu lâu mới có cái hàng mà nó đẹp như thế này. Mình về được 2 cặp nhé. Anh em nào mà cần, anh em nào mà thích á, thì nhắn tin PM cho mình nhé. Để mình cái này giá nó rẻ, 3,2 triệu, có ship COD nha anh em. Anh em nhắn địa chỉ mình cho ship COD thu tiền tận nhà nhé. Đây bây giờ mình sẽ mở nhạc lớn lên một chút để anh em nghe để test âm nhé. Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy cho lòng tôi nhớ thương hoài chẳng muốn. Quay đều, quay đều, quay đều, mỗi tình
chờ em trên chiếc xe đạp cũ, áo ướt đẫm mồ hôi những chưa hè. Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ, dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu. Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ, dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu. Tiếng rất hay anh em ạ. Tiếng rất hay, rất sáng. Tại vì nó là màng giấy mà. Mình đang mình nghe mà mình cứ tưởng tượng là cái cô Thanh Thanh Thảo này, cô đang đứng hát trước mặt rồi anh em ạ. Rồi anh em nào có nhu cầu nhắn tin Zalo cho mình nhé, 0977885088. Cảm ơn anh em.